Catherine mến chào các ông bà, các cô chú, các anh chị và các em. Đây là cái bánh đúc có hương vị của lá dứa. Cái bánh này mình thường ăn kèm với nước cốt dừa, nước đường và mè rang đó. Bánh rất là dẻo ngon luôn. Bây giờ thì mình sẽ vào bếp và làm cái món bánh đúc này nha. Đây là một bịch lá dứa đông lạnh mà mình lấy ra khỏi tủ lạnh và mình để cho nó mềm đó. Bịch lá dứa đông lạnh này của Thái Lan nha. Và nếu mình không có lá dứa tươi thì mình sử dụng lá dứa đông lạnh cũng rất là thơm luôn. Mình dùng khoảng 7 cái lá dứa đó. Mình thường dùng mấy cái lá dứa lớn á. Nếu mà bạn dùng lá nhỏ thì mình dùng khoảng 10 cái lá dứa nha. Những cái lá dứa này mình chưa có xay nha. Mình chỉ mới lấy ra khỏi cái bịch thôi mà mình thấy nó đã có cái mùi rất là thơm rồi. Lá dứa mình cũng để ngoài ở nhiệt độ phòng vài tiếng và nó cũng đã tan hết đá rồi đó. Bây giờ nó mềm như thế này nè. Mình sẽ đem mấy cái lá dứa này mình rửa cho thật là sạch, sau đó mình sẽ cắt nhỏ để mình xay chung với nước đó. Để cho cái màu của cái lá dứa được đậm thì mình dùng mấy cái lá dứa già nha, những cái lá mà nó có màu đậm đó. Còn những cái lá dứa non nó có màu lợt á, thì nếu mà mình làm thì cái bánh của mình cái màu nó ra sẽ không có được tươi nha. Mấy cái lá này á, khi mà nó tan đá rồi á, thì nó rất là thơm luôn. Giờ thì mình sẽ đi rửa nó và mình đem nó đi xay nha. Đây là bột để làm cái món bánh đúc ngày hôm nay. Mình dùng bột gạo tẻ và bột năng, rồi mình có thêm cái phần bột khoai tây nữa nha. Cái bịch bột gạo và cái bịch bột năng là của Thái Lan nha. Còn cái bịch bột khoai tây thì của Việt Nam đó. Rồi mình sẽ đi cân từng cái loại bột này nha. Và mình chia làm hai màu, màu trắng và màu xanh đó. Với cách làm này thì mình sẽ cho ra một cái bánh đúc rất là dẻo ngon luôn mà mình không có dùng cái nước vôi hay là nước tro nha. Mình cân cái phần bột gạo tẻ xong rồi mình cân tới phần bột năng nha. Cái bánh này nó dẻo dai và mình cũng không có cho hàn the vào trong cái bánh này nha. Thường thì ở ngoài người ta bán, người ta thường cho mấy cái chất như là hàn the, nước tro tàu hay là nước dơi trong á để làm cho cái bánh nó dẻo dai đó. Nhưng mà mình làm ở nhà ăn thì mình không có nên cho mấy cái chất đó vào trong cái bánh này nha. Mình sẽ cân một lần cho hai cái phần bột luôn. Cái phần bột màu trắng là cái phần bột mà mình để nước cốt dừa đó, thì mình sẽ cân nó ít hơn là cái phần bột màu xanh nha. Cái phần bột màu xanh thì mình cho nhiều nước lá dứa nha, để bánh nó có cái màu xanh và có cái vị thơm tự nhiên của lá dứa đó. Cái bánh này thì mình thường ăn kèm với nước cốt dừa sệt đó. Nó rất là béo ngon luôn. Ngoài ra thì mình có nước đường thốt nốt nữa. Mình cũng sẽ cho thêm một ít đường cát vào trong hai cái phần bột này luôn nha. Và mình sẽ quậy lên cho nó thật là tan luôn đó. Nước lá dứa thì mình cũng đã xay xong rồi. Và mình cũng không có xay nó quá nhuyễn đó. Bởi vì quá nhuyễn thì một hồi khi mình nấu cái bánh nó có cái vị đắng nha. Bây giờ thì mình sẽ đi pha hai cái lớp bột này nha. Và mình đã cân hết rồi đó. Hai phần bột để riêng. Bây giờ mình sẽ cho từng phần bột vào trong một cái tô lớn. Mình cho bột gạo tẻ, bột năng và bột khoai tây vào trong một cái tô này nè. Rồi mình sẽ quậy lên cho bột nó hòa đều với nhau đó. Và cái phần bột này thì mình sẽ làm cho cái phần bột màu trắng đó. Thì mình sẽ sử dụng nước cốt dừa để mà trộn cái phần bột này nha. Nước cốt dừa thì mình dùng cái loại trong cái lon đó. Và cái loại này thì nó có nhiều cái chất béo đó. Tại vì mình không có dừa tươi mà mình dắt để mà mình làm nước cốt dừa, cho nên thì mình dùng cái nước cốt dừa lon. Nước cốt dừa trong lon á, thì mình muốn đổ vào trong cái ly và mình nấu trong cái microwave đó, cho nó sôi lên và nó chín á. Rồi sau đó mình đợi cho thật là nguội rồi mình mới trộn với bột. Như vậy thì cái bánh của mình sẽ giữ được lâu hơn. Trong thời gian mình đợi cho nước cốt dừa nó nguội đó, thì mình sẽ đi pha cái phần bột màu xanh. Cái phần bột màu xanh mình cũng muốn cho nó có thêm một cái vị béo béo đó, cho nên mình cũng để thêm một chút nước cốt dừa vào cái phần bột màu xanh luôn nha. Cái lon nước cốt dừa này là nước cốt dừa Thái luôn nha. Bây giờ mình sẽ đổ nó ra một cái ly đó, và mình đem đi nấu cho nó thật là sôi lên, cho nó chín đó. Bây giờ thì mình sẽ cho nước lá dứa vào trong tô và mình trộn lên cho đều. Sau khi mà mình đã cho hết cái nước lá dứa vào trong cái tô bột này á, thì mình sẽ quậy lên cho bột nó tan hết và không có còn bị vón cục nữa đó. Khi mà mình trộn bột lên á, mình thấy là cái vị lá dứa tự nhiên á, nó rất là thơm luôn. Mặc dù là mình làm từ những cái lá dứa đông lạnh nha. Nếu mà mình làm từ những cái lá dứa tươi á, thì mình nghĩ là cái hương vị của nó sẽ còn thơm hơn nữa.
Để cho cái bánh đúc của mình nó có cái vị béo thơm của nước cốt dừa đó, thì mình sẽ cho một chút nước cốt dừa vào trong cái tô bột này nha. Mình sẽ quậy lên cho cái nước cốt dừa nó hòa tan với cái bột á. Bây giờ bột của mình nó cũng đã tan hết rồi nha. Mình sẽ để cái tô bột này qua một bên và mình sẽ cho nó nghỉ khoảng 45 phút đó. Nước cốt dừa sau khi mà mình đã nấu cho nó sôi lên rồi đó, bây giờ thì nó cũng đã nguội rồi. Bây giờ mình sẽ pha cái phần nước cốt dừa đó chung với cái phần bột màu trắng này nha. Mình sẽ cho bột gạo, bột năng và bột khoai tây vào trong một cái tô. Và mình cho thêm chút xíu đường nữa đó. Rồi mình sẽ cho cái nước cốt dừa vào trong cái tô bột này nha. Cái lớp bột màu trắng này thì mình cũng sẽ để cho nó nghỉ khoảng 45 phút cho nó nở ra đó. Và cái lớp bột này thì mình sẽ làm nó ít hơn là cái lớp bột lá dứa nha. Cái phần bột màu trắng này thì mình chỉ cho nước cốt dừa vào trộn bột thôi. Mình không có cho thêm nước lạnh vào trong cái phần bột này nha. Bởi vì mình muốn nó có cái vị béo đậm đặc của nước cốt dừa đó. Mình cho cái nước cốt dừa mà mình đã nấu chín rồi đó. Mình trộn với cái bột này. Nước cốt dừa nấu chín và mình để cho nó thật là nguội luôn. Thì mình ăn mình sẽ không có bị đau bụng và mình cũng giữ bánh được lâu hơn đó. Bây giờ thì mình sẽ trộn lên cho bột nó tan hết trong cái nước cốt dừa này nha. Và mình phải trộn cho thật đều để mà bột nó không có còn bị vón cục hay là nó bị động với cái đáy tô đó. Khi mà mình trộn xong rồi đó thì mình cũng nên để cái bột cho nó nở thêm 45 phút đó. Trước khi mà mình cho nó vô trong cái nồi và mình nấu đó. Cái phần bột nước cốt dừa này nó rất là béo luôn. Và nó có vị thơm tự nhiên của nước cốt dừa lon đó. Bây giờ mình sẽ cho cái lớp bột màu xanh sau khi đã nghỉ được 45 phút rồi. Mình cho nó vào trong một cái chảo và mình sẽ nấu ở cái lửa nhỏ nha. Mình sẽ khuấy trên chảo như thế này nè. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần bột màu trắng vào trong cái nồi và mình cũng khuấy ở cái lửa nhỏ đó. Và cái bột màu xanh và cái bột màu trắng thì mình sẽ khuấy cùng lúc với nhau nha. Sau khi khuấy được một thời gian thì cái bột của mình nó đặt lại như thế này nè. Mình sẽ trộn hai cái phần bột này lại với nhau nha. Khi mà mình trộn xong thì mình sẽ bắt một cái sửng lên ở cái lửa trung bình nha. Để mà mình hấp cái bột này đó. Lúc này thì mình cũng đã tắt lửa rồi và mình tiếp tục trộn hai cái phần bột này lại cho nó hòa đều với nhau nha. Sau đó mình mới cho vào một cái khuôn á. Và mình sẽ sử dụng một cái khuôn chống dính. Mình không có cần phải thoa dầu vào trong khuôn. Và mình sẽ cho cái phần bột này á, mình cho vào trong cái khuôn và mình đem nó đi hấp đó. Bột bây giờ thì mình cũng đã trộn đều rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho bột ra một cái khuôn chống dính nha. Nếu mà khuôn bạn mà không có cái chất chống dính thì mình phải thoa dầu vào dưới đáy khuôn đó. Để mà mình lấy bánh ra dễ hơn. Bây giờ thì mình sẽ đem cái khuôn đó và mình cho vào trong cái sửng nha. Và mình sẽ hấp ở lửa trung bình trong 40 phút đó. Đây là bánh đúc mà mình đã hấp chín rồi đó. Và mình cũng đã để nguội khoảng 2 tiếng trước khi mà mình lấy bánh ra khỏi khuôn. Bánh đúc có độ dẻo dẻo dai dai tự nhiên mà không cần phải dùng đến nước tro nha. Bánh này mình có thể để từ 5 đến 7 ngày mà vẫn rất là mềm ngon và không có bị khô nha. Bánh dẻo như thế này nè mà cũng không có dùng đến hàn the hay là nước tro hay là nước dâu gì hết á. Bánh này nó có cái vị béo của nước cốt dừa cho nên là mình sẽ để nó trong cái ngăn mát tủ lạnh để bảo quản nha. Mình sẽ nấu cái nước đường thốt nốt riêng đó để mình chan vào bánh khi mà mình ăn. Để cái bánh của mình nó được béo hơn thì khi mình ăn mình có thể chan thêm nước cốt dừa nha. Sau khi hấp chín thì cái hương lá dứa của bánh nó rất là thơm luôn. Và cái bánh này thì nó có cái độ dẻo dai rất là ngon, ăn không có bị ngán. Cái bánh này còn có thêm mè rang nữa đó. Mình sẽ rang mè lên cho vàng, sau đó mình rắc lên phía trên mặt bánh nha. Nếu không có mè thì mình có thể dùng đậu phộng để thay thế đó. Mình có thể rang đậu phộng lên và mình đập nhỏ ra, sau đó mình rắc phía trên mặt bánh. Thì khi mình ăn thì cái bánh này nó rất là giòn ngon luôn. Cái bánh này mình phải để cho thật là nguội nha. Bởi vì nếu mà nó chưa nguội mà mình lấy ra thì rất là khó lấy luôn. Nếu các bạn muốn ăn một cái bánh đúc á, nó có cái độ giòn dẻo dai tự nhiên mà không cần phải cho nước tro tàu hay là nước vôi hoặc là hàn the vào trong cái bánh á, vì mấy cái chất đó nó không có tốt, thì mình có thể làm cái bánh này tại nhà và mình ăn nha. Nó rất là an toàn cho sức khỏe luôn và mình không có phải lo là cái bánh của mình nó có mấy cái chất đó nữa. Chúc mọi người làm được một cái bánh đúc thật là ngon.
với độ dẻo dai tự nhiên mà không cần phải bỏ chất phụ gia vào nha. Video đến đây đã hết. Catherine xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.